chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Tam Quốc Công Thành Thiên Hạ, hay còn có tên khác là Tam Quốc Chinh Chiến Thiên Hạ. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật có tư duy thời gian thực vô cùng hấp dẫn. Thì đây là một cái tựa game lấy đề tài là lịch sử của thời Tam Quốc vô cùng nguyên thuộc, và kết hợp với lối chơi là đấu tướng chiến thuật và nền đồ họa phong cách 3D vô cùng ấn tượng. Thì các bạn sẽ được vào vai một vị chỉ huy đầy bản lĩnh và tham vọng, trực tiếp điều khiển quân đội và tham gia vào những trận chiến lớn nhỏ diễn ra liên tục bất kể ngày hay là đêm, bất kể mọi ở biên ải hay là hành trì. Thì thử thách của các bạn là một cái vị chỉ huy vô cùng cái khó khăn, và dùng cái trí thông minh của mình để sắp xếp tình hình và vượt qua những thử thách khó khăn khác. Thì nếu bạn đã từng xem các bộ phim khai thác đề tài Tam Quốc, chắc hẳn thì bạn sẽ thấy được những vị chúa công hay là các vị tướng có quyền lực mạnh mẽ mà mỗi lời họ nói đều có sức nặng như là tội ngàn cân. Thì trong game này cũng vậy, thì bạn không chỉ có quyền mà còn phải thể hiện quyền đó bằng chính khả năng của mình. Và mục tiêu cuối cùng của các bạn đó chính là thống nhất thiên hạ và muôn dân. Thì đây cũng là mục tiêu ở trong tựa game này. Thì game này khá là đề cao tính chiến thuật cũng như là sắp xếp trận hình. Vì đây là một tựa game chiến thuật, thì cũng như bao các tựa game chiến thuật khác, thì cái tựa game này các bạn phải sắp xếp trận hình. Thì sắp xếp trận hình khá là quan trọng. Nếu bạn sai một đội hình thôi, sai một ly thôi, thì các bạn có thể sẽ thua trong chiến trận chiến đó. Với hệ thống tướng lĩnh và quân sĩ được xây dựng khá là chuyên nghiệp, với hàng trăm cái tướng cho bạn lựa chọn và chiêu mộ, và đi kèm với mỗi tướng là một cái binh sĩ khác nhau. Thì binh sĩ cũng có khá là nhiều dạng như hương binh, cung binh, kỵ binh, nhân dân. Ngoài ra thì đồ họa của trong game là không phải đồ họa thông thường, đồ họa chibi như kiểu thông thường, mà đồ họa trưởng thành chân thật vô cùng thú vị. Như bạn thấy thì nó đây đồ họa khá là đẹp. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả là 9 gift code dành cho tân thủ mới nhất, và hướng dẫn các bạn nhập code cho nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe hồi nhé. Thì đầu tiên để nhập gift code, các bạn có thể ở đây hoặc là bạn có thể vào chính và bạn nhấn vào avatar của mình. Các bạn nhấn vào code và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: xin chào. Đây bạn, xin chào là cái code thứ nhất. Đây là code thứ nhất, xin chào. Đó, bạn nhấn vào đổi. Cái code này sẽ nhận được là 88 kim bảo, 50.000 đồng, 50.000 cái lương thực. Thì đó là cái quả code xin chào. Tiếp code thứ hai như sau: 3 quy công thành thiên hạ. Đây là code thứ hai, cái code là 3 quy CTTH. Đây có thứ hai nha các bạn, 3QCTTH. Đó, các bạn nhấn vào đổi. Code này sẽ nhận được là 200 kim bảo, 15 lệnh đồng, 80.000 lương thực, 80.000 đồng. Đây là các phần quà của code 3QCTTH. Giết code thứ ba, 3Q top 1. Thì 3Q top 1 là cái code thứ 3. Đây là code thứ 3 nha các bạn, 3Q top 1. Đó thì các bạn nhấn vào đổi để nhận quà 3Q top 1. Với code 3Q top 1 sẽ nhận được là 188 kiên bảo, 5 đá tiến bật, 10 cái xương hưu, 10 vạn lương thực, 10.000 đồng, 10 vạn đồng và 5 rượu. Thì đây là các phần quà của code 3Q top 1. Với code thứ 4, 3Q2021. Đây là code thứ tư nha các bạn, với code là 3Q2021. Đó, càng nhấn vào đổi. Với code này sẽ nhận được là 188 kiên bảo, 5 đá tiến bật, 10 cái xương khu, 10 vạn lương thực, 10 vạn đồng và 5 rượu. Thì đây là các phần quà code 3Q2021. Với code thứ tư, với code thứ năm, ra mắt. Đây là code thứ năm nha các bạn, cái code là ra mắt. Đây là cái code thứ năm, ra mắt. Ok, sau đó thì bạn nhấn vào đổi để nhận quà. Thì code ra mắt này sẽ nhận được là 5 cái hiệp, 5 cái hậu khách, 188 vạn bảo, 10 vạn lương thực, 10 vạn đồng và 10 thể lực. Thì đây là các phần quà code ra mắt.
VIP có thứ 6. VIP 666. Đây là có thứ 6 nha bạn. VIP code là VIP 666, VIP 66 là có thứ 6. Sau đó các bạn nhấn vào đổi để nhận quà. Đây là cái code VIP 66 này sẽ nhận được 5 hiệp, 5 hộp khách, 188 gương bảo, 10 vạn lương thực, 10 vạn đồng và 10 hệ lực. Thì đây là các phần quà có code là VIP 666. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến code thứ 7. VIP 777. Đây là code thứ 7 nha bạn. VIP 777. VIP 777 là code thứ 7. Sau đó bạn nhấn vào đổi. VIP code này sẽ nhận được là 188 gương bảo, 5 cái lệnh đồng, 50.000 lương thực, 50.000 đồng, 10 cái thể lực. Thì đây là các phần quà của code thứ 7 bao VIP 77. Đồng xuân lệnh, 5 cái lệnh, đồng xuân lệnh. VIP thứ 8. VIP 8. Thì đây là code thứ 8 nha bạn. Code là VIP 888. VIP 38 là cái code thứ 8. Sau đó nhấn vào đổi để nhận quà. VIP code này sẽ nhận được là 200 kim bảo, 2 cái điểm, 10 cái hộp khách, 50.000 đồng, 50.000 lương thực. Thì đây là các phần quà code là 888. Đây là điểm tướng lệnh. 5 điểm tướng lệnh. Code thứ 9. VIP code cuối cùng. VIP 99. Thì đây là các phần quà của VIP. Đây là VIP code thứ 9, cũng là VIP code cuối cùng là VIP 999, VIP 369. Sau đó bạn nhấn vào đổi để nhận quà. Thì VIP code này sẽ nhận được là 5 cái hiệp, 168 kim bảo, 50.000 lương thực, 50.000 đồng, 5 mảnh hòn tướng. Thì đây là các phần quà của VIP code VIP 999. Sau đó bạn nhấn vào đây là hiệp mời. Ok, thì như vậy là tổng cộng là có 8 VIP code. Khi nào có thêm cái VIP code mới thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Ok, thì giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Tổng cộng là có 9 VIP code. Khi nào có VIP code mới thì mình vẫn sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Giờ cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và subscribe hộp nhé. Chúc các bạn nhập VIP code thành công và chơi vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Tiến lên như vũ bão, những kẻ cản đường sẽ bị đánh bại. Thượng nghênh địch. Tiếng chuông nghe thử khúc nhạc này. Lập thượng nghênh địch.